Ok anh em, như anh em đã, như tôi đã từng bảo rằng là trong clip gì nhỉ? Trong clip SC03S đua SC03S vào cái xe sổ Han có tên là Chevrolet Grand Sport đấy. Tôi bảo tôi sẽ lấy con gì nhỉ? Tôi sẽ đập Star Wars 48 khi 48.000. Trong trường thì chúng ta có một cái mới đó chính là GT-Best Citroen. Anh ấy biết rằng con Citroen là cái con gọi là cái con gì đúng không? Anh ấy biết mà. Nó là một cái con gọi là nhìn nó yếu sinh lý lắm. Nhìn như là zombie vậy. Như là một cái axit vậy. Thôi, chúng ta đọc cùng đập nha. Như thế là tôi sẽ lấy Vio Martini đã, bởi vì hôm trước là tôi không lấy Vio thì tôi không không lấy Vio thì tôi sẽ bị chỉ được X3 thôi. Đấy, nghe rất là cay đúng không? Chúng ta cùng vào cái phần xin Vio nha. Như lần trước thì tôi đã được X9 đấy, nhưng mà người ta thì được X cao hơn. Khoảng X 15 cộng 19 này, 19 cộng 4 23, 23 cộng 4 27, 27 cộng 4 31. X 31 cho tôi được X9. Nghe có vẻ hơi cao phết đấy, nhưng mà thôi tôi sẽ thử đập thêm tuần bao nhiêu nha. Ai thẻ thôi. Nick cái cơ cấu này anh em ơi. Ông quản nick cái cơ cấu rồi, nick cái của thần rồi. Ủa đây nhìn đi này, đập xuống đâu không thấy đen đâu luôn thề. X20 đúng không? Nào, chúng ta thử xem tôi được x bao nhiêu nha. Che cái phần trên đi. Ui, được hẳn luôn đấy. X12. Còn người ta thì bao nhiêu nào? 3x15 vừa mới đập một tí. Ui, X12 chứ luôn. X12 này, thôi bỏ cái này đi nhá. Ui, lại cũng X12 luôn. Còn tôi sao? Mở khóa này anh em ơi. Start nha, start này. Ui, X4. Đen đấy. Tôi đang nếu mà tôi tập điêu đi, tôi đang có khoảng 1.370 token đúng không, mà tôi đặt tiêu 60 đi thì nó sẽ bị mất mất đi cái cân bằng, nên tôi phải bỏ cái việc tiêu đấy đi nhá. Hai này bị cái vấn đề gì nhưng mà ok vẫn là x2 nhá. Ok vẫn là x20 đúng không? Ok, nọc đọc cái này nó chuẩn này. Còn tôi được x bao nhiêu nào? Tôi đang quan tâm tập trung đến cái Huracan Evo. Ok, X8. Còn một thẻ nữa là ngon rồi. Nào, thử xem nhá. Được đấy, 20 thẻ. Ủa, bên này chưa ra X15 nào nhá. X12. Tôi cảm giác như xin vía này nó không gọi là hiệu nghiệm lắm. Nó cảm giác như là được ăn may phải. Ui, X4. Còn người ta thì sao nào? Ui, LVN ơi. Hình như là pack bên này là hơi hơi ít X15 ấy nhá. X12. Ok, X12 thì anh em cùng nhau đập đến X8. Giá Apollo nhiều thế. Nào. Ui. Lại X20 này. Trời, nick thì đập đỏ lắm anh em ạ. Nick cơ cấu rồi. Này, nhìn này. Nhìn đập bách này. 24. Ui, ghê. Như tôi đang quay vào buổi chiều nha, nên là cứ hét to thoải mái. Thôi, cái này mất hiệu nghiệm rồi. Đẹp mệt. X8. Tôi chuẩn hai lần duy nhất nữa thôi. Một tách mà nó ra đến 6 phát. Mình có nên trả nick cho ông chủ nick không nhỉ? Chứ đập đỏ thế này thì lấy hết cả may mắn của anh em trên kênh. Cái nick này có vấn đề. Anh em ơi, 4 lần. Thôi thì thấy X15 thì mình cứ chọn xem là có X.
Tao cũng định X15 thì xem được bao nhiêu nào. Đây là cơ cuối cùng của tôi này. Tôi đã tiêu 2 lần rồi. Ui giời ơi. Ra đúng cái thẻ đi can. Ăn hại vãi đạn ra. Địt cụ nó. Vô dụng vãi. Như anh đã từng bảo là Martini bảo là cứ đập back ra thoải ấy thoải mái, nhưng mà cứ đập back thoải mái để đến hết nick thì thôi, nhưng mà tôi thấy đập đập nó bị yếu sinh lý thì phải. 15 rồi, mỗi con một phát đã. Để xem nick ngày hôm nay còn ra thêm X15 được không? Là X12. Ok, X12, tôi sẽ được X bao nhiêu nhá. Rồi lần này là lần quyết định này. Che lại, đừng đừng che vào. Che lại ra. Ngon. Cái này hơi ngon này, X12 luôn này. Cũng ghê đấy. Thôi, đến đây kết thúc rồi. Xin chào anh em. Thì gặp lại anh em vào những buổi sau nha. Bye bye. Đúng là được một buổi đập bách rất là say mê luôn mà. Nhưng mà nó không lấy được, nó không đủ để lấy được con Huracan Evo. Tại hỏi tại sao tôi không thích đập bách tôi không thích đập cái Star Wave kia, bởi vì cái Star Wave kia nó chỉ có thiếu con Laferi. Laferi bây giờ ăn chúng thì phải có bằng niềm tin. Đúng không? Đây. Laferi của tôi đây. Còn khoảng 15 31 11 thẻ nữa là ngon rồi. Nhưng mà không. Onix của tôi thì sao? Tôi nói về Huracan Evo nhá. Là con này này. Đây. Còn 3 thẻ nữa là suýt thì trúng rồi đấy. Nhưng mà tôi lại không ăn chúng được. Thế mới đèn chứ. Còn Onyx thì nhìn là biết nó yếu sinh lý rồi. Thôi đến đây kết thúc nha. Xin chào anh em. Hẹn gặp lại anh em vào những buổi sau nha. Bye bye.